Xin chào cả nhà. Vừa rồi Ngọc có làm một cái video clip mà nói về những cái công dụng tốt của dược phẩm chức năng collagen đó. Thì có rất là nhiều cái sản phẩm về collagen ở ngoài thị trường. Thì nếu như mà ai mà có cái suy nghĩ là đang muốn dùng nó á, thì có một cái thắc mắc mà Ngọc nghĩ rất là chính đáng là không biết cái nào là cái mình nên mua dùng, cái nào là cái tốt cho mình. Riêng với cái ba cái chân của Ngọc á, thì thực sự là Ngọc thích đi mua sắm ở Costco, và Ngọc nghĩ bà con mình ở bên Mỹ này thì đa số phần lớn mình đều biết tới Costco là cái gì, là ở đâu, và cũng Ngọc nghĩ là cũng hay đi mua sắm ở đó. Thì trong Costco nó có hai cái sản phẩm collagen mà Ngọc thấy. Một cái là cái loại viên, là cái bình như đây đây, còn một cái là cái loại nước, thì Ngọc cũng có đây luôn, là cái bình nó giống như vậy ha. Thì khi mà Ngọc, lý do là tại vì mình Ngọc thấy cái Costco có hai cái này thì Ngọc chú ý trọng tâm vào hai cái này trong cái video này. Nhưng mà nếu như bà con có đang dùng hay cái gì, hay những cái sản phẩm khác ngoài Costco á, thì nếu như mà có những cái câu hỏi hay thắc mắc gì cụ thể thì có thể chia sẻ với Ngọc, thì Ngọc có thể giúp trả lời cụ thể được cụ thể hơn. Tuy nhiên trong cái này thì Ngọc chú ý trọng tâm vào hai cái này. Riêng bản thân Ngọc, cái điều Ngọc thì Ngọc chọn, Ngọc đang dùng cái viên chứ Ngọc không dùng cái loại nước, thì Ngọc sẽ nói cái lý do sau đây. Khi mà mình chọn một cái sản phẩm, mình biết nó tốt hay không và mình nên mua hay không á, thực sự là không nên dựa vào cái giá tiền để mà xác định cái điều đó. Tại vì khi cái giá tiền của cái sản phẩm cuối cùng đó nó đắt hay không á, là đôi khi nó tùy theo cái sự, cái quá trình chế biến và làm nên cái sản phẩm đó, chứ không có nhất thiết là do cái chất lượng hay là do cái gì, cái chất gì mà người ta bỏ trong cái sản phẩm đó. Cho nên là mình không nên chú ý vào giá tiền, là cái lý do là như vậy. Và bây giờ cái lý do mà tại sao Ngọc chọn cái viên hơn là cái phần nước á, cái sản phẩm nước, thì cái lý do chính là như vậy. Collagen nó thực sự là có 30 loại khác nhau trong cơ thể của mình. Nhưng mà có 3 loại chính và nhiều nhất mà mình cần nhất, đó là loại 1, loại 2, loại 3. Loại 1 á thì là cho xương, cho gân. Loại 2 á là cho cái phần sụn ở trong những cái khớp. Và loại 3 á là cho cơ, tức là muscle á, và những cái thành của những cái thành của cái mạch máu đó. Thì cái sản phẩm nước á, nó chỉ có hai loại thôi, tức là loại 1 và loại 3. Còn cái sản phẩm mà bằng viên á thì nó có cả ba loại, loại 1, loại 2, loại 3. Thì như vậy là mình cũng thấy được cái lý do tại sao mà mình nên dùng cái loại viên. Nó cho mình nhiều cái công dụng, nhiều cái hữu ích hơn. Đó là một phần. Cái phần khác nữa mà Ngọc thấy là về giá cả. Đây, thì cái phần mà về bằng nước đó, là trong này nó có 30 ống nhỏ nhỏ. Thì mỗi ống mỗi ngày, là mình dùng cái này là chỉ một tháng là hết. Thì cái giá tiền của nó là 20 đồng. Còn cái phần viên á, thì mình theo cái liều lượng mà chỉ uống 6 viên một ngày, thì mình uống cái này là được 65 ngày, tức là 2 tháng, hơn 2 tháng. Nhưng mà giá cũng chỉ là 20 đô. Đó. Thì coi như nếu như mình tính ra mà trên một tháng á, thì cái viên á là nó chỉ tốn tiền bằng nửa giá của cái bằng nước thôi, nhưng mà nó lại cho mình nhiều cái hữu ích hơn đó. Thành ra đó là cái lý do mà Ngọc dùng cái viên. Một cái lý do khác nữa mà Ngọc dùng cái viên á là chẳng hạn như cái ống của nước đó, một khi mình mở ra là mình phải uống hết một lần, chứ mình không thể nào mà để uống ít rồi sau đó uống nữa đó, thì nó không có tiện. Nhưng mà cái phần viên á, ví dụ như theo như cái trong này nói là mình phải uống 6 viên một ngày, thì như Ngọc làm á, Ngọc sẽ không uống 6 viên cùng một lúc, mà Ngọc chia nó ra, buổi sáng Ngọc uống 3 viên, buổi chiều Ngọc uống 3 viên. Mình làm như vậy á thì cái lượng mà vô trong cái cơ thể của mình nó không có quá nhiều đó một lúc, thì cái cơ thể mình nó hấp thụ rồi á nó tốt hơn đó, thay vì mình phí, nó không hấp thụ kịp á thì nó lại bị thải ra thì nó phí đi. Thì đó là cái lý do mà Ngọc thấy nó rất là tiện cho cái viên hơn là trong cái ống mà bằng nước. Thì Ngọc đơn giản chia sẻ ngắn gọn như vậy ha. Nếu như bà con ai có câu hỏi thắc mắc gì thì chia sẻ với Ngọc nha. Ngọc xin cảm ơn và đã theo dõi.